Chị mở nhỏ được không? Hiếp em thiếu điều không nghe được. Em nói gì đây nè? Cái gì? Chị không nghe được gì ngoài âm thanh mãnh liệt đưa chúng ta tới dùng đất trồng từ danh sách nhập của chị hết trơn á. Cảm ơn nhiều. Gì kỳ vậy? Chị chỉ đang cố giúp bản thân vui vẻ để quên đi căng thẳng mà. Tại lần trước khi chúng ta tới dùng đất bảy thăm rồng nhưng chẳng có một móng, lần này ai biết sẽ tìm thấy gì. Mình chỉ mong chúng ta tới đó trước khi Obolin. Hả? Cấp báo tóc, chúng ta lại gặp sự cố bản đồ kìa. Lôi lại phép thuật rồng mới ra lò đây. Chỗ này khó quẹo trái lắm. Muốn giữ chặt mấy dấu duyên lại đi. Cậu tuyệt ghê. Wow, đã trở lại. Không ngờ là chúng ta lại làm được. Giờ chưa phải là lúc để chúng ta tự mãn đâu. Những con rồng này đã ngủ suốt nhiều thế kỷ, chắc giờ vẫn còn. Thì mình gọi giống vậy. Mình như sao? Các người ở đây, người đang tự ý xâm nhập vào vùng đất ấy, các người là ai? Tôi là Sunny, đây là Hitch, Easy, Zip chào, Zip chào, và Misty. Được rồi, sao lại ở đây? Để trợ giúp. Ta dám chắc ở đây không cần giúp. Nhưng thật ra thì có đó. Có một thánh mã xấu xa độc ác đã muốn nâng cấp phép thuật rồng của mọi người. Chúng tôi muốn cản mà ta. Thủ lĩnh Pony nè, ta là Blaze. Nói chuyện riêng chút đi. Blaze, tôi không phải. Lối này. Chào, rất vui được gặp, tôi là Easy. Chúng ta đến đây bằng chiến mã mà chắc nó hư rồi. Vì muốn tạo ấn tượng tốt cho nên tôi đã làm những chiếc vòng này cho các cậu nè. Có tên chúng tôi ở trên và các cậu sẽ nhắc tên bạn mới. À mà, các cậu tên gì vậy? Tên Lux, cậu làm hả? Tôi rất thích móng chạm tim Lux. Thấy ghê. Liếp tử tế chút đi, họ đem quà tới mà. Tôi muốn có một cái, tất cả dựa vào hả, Trumbo? Ê! Tôi là Fountain, cậu đang làm gì mà? Chào, tôi là Pip, tôi đang cố dò tìm sóng điện thoại. Điện thoại của tôi đang bị cái gì đó thiệt rồi. Dò sóng à? Không biết ở đây có thứ đó không ta, mà điện thoại lại gì? Cậu dò hỏi tôi cái gì vậy hả? Được rồi, vô. Tên, Tumble, tuổi con rọc. Câu hỏi phổ biến là các cậu đã thức khi nào? Khi một kẻ độc ác tới. Kẻ độc ác
Opaline, bà ta dùng phép rung chuyển quần đảo, rồi bà ta bắt lava và chơi đi. Opaline, bắt hai người bạn của cậu hả? Sao lại? Họ rồng chúng tôi phải mất hàng tuần mới có thể tỉnh táo sau giấc ngủ đông. Mấy cậu bị tấn công khi đang mơ màng sao? Nghe giống kiểu Opaline. Kể từ đó ánh sáng trên mình chúng tôi không còn. Nhìn kia. Đúng là tệ thiệt á nha. Chí phải đó, Bonnie. Mà tên Opaline mạnh cỡ nào? Cậu nghĩ Lava và Jade ổn không vậy? Hy vọng là ổn. Kìa, các bé có vẫy thiếu ngủ của ta. Hôm nay thấy thế nào các bé nhí? Hình như có kẻ cần một bài hát ru ngủ. Được. Để ta hát tiếng Anh cho nghe. When I walk past the mirror, I scare myself. I'm the queen of mean. Don't care about any pony other than me. Isn't that lovely? Don't ask me to be nice. I don't want to. I don't play fair. I'm giving you the heat you can't handle. And I don't care. I'm a villain. Cry now, it will all be fine. I'm a villain. I'm a villain. Hush, little pony, don't say a word, or you'll get cursed. Can you feel the flames getting closer? Ain't that the word? Don't ask me to be nice, I don't want to. I don't play fair. I'm giving you the heat you can't handle, and I don't care. Cry now, it will all be fine. I'm a villain. Ooh, I'm a villain. I'm a villain. Ta đáng sợ quá đi. Vào việc nha. Mau, giao ra ít năng lượng rồng lửa đi. Kế hoạch đang tiến triển. Và rồi sẽ không một Bonnie hay tên rồng nào ngăn cản được ta. Thôi được rồi. Các người nói là các người không liên quan đến tên bồ đi bắt cóc rồng kia. Theo những ghi chép để lại, Opaline là một thánh mã. À, nhưng không phải thánh mã nào cũng độc ác đâu. Bé rồng nhí. Nếu các người không bắt cóc rồng, vậy thì tại sao các người lại có rồng con ở đây? Đây là Sparky. Ta tìm thấy trứng rồng ở Equestria nên đem về ấp. Và quả nhiên cha có Sparky rồi. Là cha cái gì chứ? Nhưng tôi xem nhóc ấy như bạn thân, như đội phó và hơn vậy nữa. Bé tí teo. Trong suốt thời kỳ núi lửa chưa từng có một bé rồng nào xuất hiện quanh đây. Vậy chứ như một phép màu. Một bé rồng có thể phục hồi ánh sáng cho cả vùng đất vậy. Tôi không nghĩ những pony này là kẻ thù đâu. Cậu quá cả tin rồi đó Lux. Tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại lặn lội tới đây. Bởi vì chúng tôi muốn ngăn chặn, không để Ecosia chìm vào bóng đêm. Bóng đêm sẽ khiến chúng tôi mất đi ánh sáng tình bạn mãi mãi. Điều đó rất tệ. Thiệt là tệ quá chừng. Vì vậy mà tôi xin các bạn đồng, hãy hợp sức với chúng tôi đi. Giúp chúng tôi ngăn Opaline, để hồi phục ánh sáng và lòng tốt của toàn dân Ecosia. Đồng thời cùng nhau giải cứu những bạn đồng đã bị Opaline bắt giữ. Nhưng trước hết thủ lĩnh chúa tể rồng của chúng tôi phải đồng ý giao hảo với bạn cờ non này thì mới được. Vậy tìm thủ lĩnh ở đâu? Chúng tôi đâu có rảnh. Về kỹ thuật thì có. Vì tàu chiến mã đang hư rồi nên chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây. Đi theo tôi các bạn. Thôi đi. Chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến chỗ thủ lĩnh cao niên quyền hành khôn ngoan và kính tiếng hơn của chúng tôi. Xin lỗi Blaze. Tôi đề nghị một điều được không? Tôi nghĩ điều đó có lẽ hợp lý chứ chương tề. Khéo kẹt quá khen rồi. Một trong số chúng ta cần phải ở lại để sửa chiến mã trong khi chờ đợi. Ý hay đó Easy. Phải. Easy có thể ở lại để sửa nguồn năng lượng của tàu chiến mã. Và mình sẽ tìm chút sống thiên mã còn sót để thực hiện cuộc gọi trợ giúp. Tôi ở lại luôn. Vậy đó.
Vậy Leaf và tôi sẽ ở lại với các cậu Pony. Không phải vì muốn giám sát hay gì gì đâu nha. Mà chỉ vì tụi này thích làm trò trong lúc người khác làm việc đó. Tuyệt, vậy thì lên đường. Không có lý do gì cứ rồng rã. Vui thiệt. Thiệt hả? Không vui. Thôi mà, mình thấy vui quá chừng. Mọi thứ trên vùng đất này từng tỏa sáng lung linh. Nhưng từ khi chúng tôi thức, ánh sáng kỳ diệu mất dần. Điều này thật đáng trân trọng. Tôi biết rất khó để tin những người mới đến, nhưng tôi dám đảm bảo rằng chúng tôi theo phe rồng. Rồi mọi chuyện sẽ rõ khi gặp thủ lĩnh nếu chúng ta cùng phe. Hy vọng là vậy, vì tôi cảm nhận được chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nếu biết đoàn kết. Vậy cậu là ai? Thủ lĩnh của các pony hả? Không, tôi chỉ kiểu như hay lên kế hoạch hỗ trợ các bạn và trở thành đồng minh cho bất cứ pony nào cần tới mà thôi. Gì cũng được, tóm lại là khi chúng ta đến nơi gặp thủ lĩnh rồng, cậu phải là thủ lĩnh pony, hiểu chưa? Được rồi, nếu giờ mình nối sợi dây này rồi nhấn cái nút này nữa thì ít nhất cũng có gì đã xảy ra nha. Thật không hiểu nổi, dù chúng ta có làm gì chăng nữa thì lồng đèn hy vọng cũng dần tắt lịm. Không chỉ riêng lồng đèn mà tất cả thiết bị của mình cũng bị như vậy luôn. Và mình đã phải cắm sạc trong chiến mã cả ngày nay. Thiệt kỳ quá đi. Cũng có khi mấy món của cậu rút hết năng lượng lồng đèn không chừng. Phải, vậy lồng đèn cũng sẽ không hoạt động được. Dây, nếu đúng vậy, cậu không nghĩ mấy món đó sạc được một chút xíu rồi sao? Tháo ra trước đi. Vậy chó chặt. Mà hơn hồi nãy nữa. Ngày ngực ngạo như vậy nè. Sáng lên đi, đừng có vô lý như vậy chứ. Chúng tôi không có cố tình nghe lén. Mà là chúng tôi cố ý lắng nghe. Nhưng có vẻ tàu chiến mã không làm đèn lồng mờ đi đâu. Đương nhiên, vấn đề là ở cái đèn lồng nè. Nó tự mất nguồn năng lượng của chính nó. Nhưng tại sao? Vậy mỗi con rồng đều có phép thuật đặc trưng hả? Đúng vậy, xem nè nha. Vậy nên họ gọi anh là Thumbo. Đúng là vậy. Lax dùng ánh sáng phép thuật để chiếu sáng Fountain uống cong hoặc chỉnh hướng ngọn núi lửa theo ý muốn. À, quá sáng ngầu. Chắc đây là chỗ ở của chúa tể rồng hả? Là chỗ mà ngày ấy ngủ đông. Thời điểm để cúi đầu. Nhìn ông ấy quen quá à. Các Pony đến từ Equestria, hãy hướng mắt đón chào vị thủ lĩnh cao quý của loài rồng, chúa tể rồng Spike. Spike. Xin lỗi về thơ lô, tại mới thức. Thật vinh dự biết bao khi được gặp nhân vật huyền thoại, ngài Spike. Ông thấy ổn không khi con gọi vậy? Sẽ rất bất ổn nếu con gọi ông là ngài gì đó. Vì gì đó không phải tên ông. Con muốn nói một điều. Con chính là fan cứng của ông. Lúc con nhỏ xíu, ba con đã kể những câu chuyện về ông trong những truyền thuyết về Equestria xưa. Truyền thuyết hả? Sao ông không biết vậy kìa? Nghiêm túc mà nói, ông không biết gì hết trơn. Giờ trí nhớ của ông có chút mơ hồ do ngủ đông suốt hàng thập kỷ phép thuật. Ma kỳ trăng nào rồi? Con hiểu cảm giác đó. Con cũng không thể nhớ bất cứ gì khi vừa thức dậy. Điều kỳ diệu là sáng nay con có nhớ đeo huy hiệu của con rồi. Có đeo huy hiệu nào đâu. Hả? Ngài Spy vĩ đại, họ có một bé rồng. Các con đến đây vì chuyện này sao? Dạ không, thật ra thì tụi con đến vì mọi người đang gặp nguy. Đã có hai rồng lớn bị tên thánh mã xấu xa độc ác bắt đi. Tên thánh mã độc ác? Dạ phải, Equestria cũng nguy kịch không kém. Bà ta đang cố chiếm đoạt để gia tăng sức mạnh quyền năng. Bà ta muốn đánh cắp mọi phép thuật cho riêng mình. Đó là lý do bà ta đến đây và hút cạn ánh sáng rồng. Tụi con biết bà ta đang cố thống trị Equestria kể từ khi ngài Twilight Sparkle. Ngài ấy bảo vệ vùng đất bằng cách gì đó khiến bà ta tránh xa suốt thời gian qua. Trời. Nhưng thần chú hiện đã bị phá vỡ và Opalin đã quay lại. Tụi con muốn ngăn không cho bà ta lấy đi phép thuật. Vào trong đi, ông có chuyện kể cho các con nghe. Ngài chắc chứ, ngài Spy vĩ đại, chúng ta chẳng biết gì về loài pony. Tôi thì biết, Lace. Lace, quý sĩ.
Wow. Gặp các con, ông nhớ ngày xưa bản thân của ông cũng là pony. Con cũng từng nghe. Ông đã không nghĩ về họ từ rất lâu, vì chủ yếu những lúc đó ông bận ngủ. Nhưng những cuộc phiêu lưu với họ ông vẫn nhớ. À, rồi từ khi rơi vào trạng thái ngủ đông kỳ diệu thì ông cảm thấy tâm trí mình mơ hồ hẳn luôn. Là khi nào ông? Thì khó nói, thần chú đó rất mạnh. Hitch, cậu có tin điều này hay không vậy hả? Đây chính là bé Rồng trong những câu chuyện mà ba mình thường hay kể cho mình nghe đó. Spike đã ở đó với Twilight khi Opaline bị trục xuất. Ông cảm thấy mọi thứ mơ hồ, cứ như ảo mộng. Nhưng Twilight phải có cách nào đó để bảo vệ phép thuật không bị cướp. Đó chính là lý do loài rồng chúng tôi đến vùng đất vẫy này thực hiện giấc ngủ đông kỳ diệu bấy lâu nay. Nó nằm trong một phần của kế hoạch. Cô ấy cứu tất cả, cô ấy giúp tất cả đoàn kết chống lại bóng tối và trông chừng những viên ngọc quý. Viên tinh thể hợp nhất. Còn biết chúng? Biết chúng, tụi con là những pony nắm giữ chúng đây. Con xin lỗi cắt ngang đoạn này chút xíu, nhưng chuyện chính liên quan những viên ngọc và Opaline là gì? Bà ta thực sự là ai? Kẻ đó rất nguy hiểm. Cô ta là nguyên nhân khiến ông phải chia xa những người bạn. Vì bà ta muốn viên tinh thể hợp nhất sao? Không, cô ta muốn tất cả các phép thuật. Ở thời Twilight trải qua ba mùa trăng bình yên, đến khi Opaline Arcana xuất hiện, cô ta bị trục xuất khỏi Skyward. Là vùng đất của Thánh Mã. Cô ta muốn cai trị tất cả các pony. Cô ta nghĩ Thánh Mã vượt trội hơn nhiều. Nhưng bạn của ông ai cũng mạnh. Tình bạn của bọn ông đã tạo ra một sức mạnh kỳ diệu, đến nỗi Opaline phải dùng những cách đen tối hòng phá hoại Equestria. Thậm chí cô ta còn tấn công loài rồng với mục đích trở thành một quả Thánh Mã. Bà ta đã làm lại một lần nữa. Lý do bà ta tới bắt Jet và Lava vì lửa của rồng. Những viên ngọc được tạo ra của Equestria ẩn chứa bên trong là phép thuật mọi pony. Còn mọi phép thuật của rồng ẩn chứa bên trong viên ngọc rồng. Twilight đưa bọn ông đến đây để bảo vệ, đồng thời đặt thần chú quanh Equestria để Opaline không thể thấy. Thần chú bị vô hiệu khi phép thuật được đưa trở lại, khi ba loại pony tụi con lại đoàn kết sau nhiều thế kỷ. Các con mất phép thuật tất cả luôn à? Ta đi ngủ tiếp đây. Khoan, chúng ta còn cơ hội. Ủa, chưa hết hả? Phải, vì các cậu thật sự rất mạnh. Các cậu là loài rồng. Đúng, có thể ánh sáng rồng mờ dẫn làm các cậu thấy mệt mỏi, sợ hãi nữa. Nhưng các cậu vốn không phải như vậy. Các cậu vẫn có thể xoay chuyển, vẫn có thể trợ giúp. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không đâu, một khi có hy vọng, sẽ chẳng có hồi kết. Và trong các cậu, ánh sáng vẫn còn tồn tại. Tôi hiểu ý của cậu. Bonnie Sunny nói rất phải. Bớt ảo tưởng sức mạnh gì. Vậy chúng ta nên từ bỏ hay sao, Play? Quên hết những người bạn để cai ác chiến thắng hả? Có thể. Ông chính là thủ lĩnh của loài rồng. Và ông nhớ những người bạn Bonnie của ông. Không bao giờ muốn quên họ. Thuật chuyển hóa của lửa rồng sao? Oh, Sparky, bây giờ không phải là lúc để ăn đâu, bé cưng. Tôi cứ nghĩ thuật này chỉ là quyền thoại cả tôi luôn. Nhóc này quá là rất đặc biệt. Và các con nữa, các con gửi ông nhớ rất nhiều về một pony. Trai lại. Ông giúp tụi con chứ. Ông sẽ cùng tụi con chống lại Opaline vì cái thiện. Ông đồng ý. Sao không phải là chúng ta đồng ý vậy ngài Spike? Chúng ta phải nhanh lên. Đi thôi, Sparky. Thưa ngài Spike, ông có nghĩ Sparky thuộc về nơi này, sống với loài rồng không? Khoảng thời gian tuyệt nhất của ông là bên cạnh gia đình Bonnie. Nếu được chọn lại, ông sẽ không đổi. Hai con là một đội và vẫn như vậy không đổi. Tuổi con như mơ đậu phộng trước bánh mì gây nghiện vậy. Chuyện này thì kinh khủng bí thiệt chứ. Và không bao lâu họ sẽ quay lại. Ít nhất chúng ta cũng đã được chơi không cần sữa gì. Mình khoái cười cái kiểu đó. Tin tốt nè các pony ơi. Các pony và loài rồng sẽ cùng hợp sức lại với nhau. Nào cùng nhau đi lấy viên ngọc rồng đó và ngăn Opaline. Easy, đốt lửa cho chiến mã nào.
khi nào còn đốt lửa nào, kiểu như là muốn thiêu nó có đúng không? Bởi vậy nó đã thiêu. Chiến mã tiêu sao? Ông sẽ không nói gì hết. Hạt giống thống trị của ta cuối cùng cũng đã đâm chồi. Chào mừng đến với thời đại của Oberlin Arcana. Nếu không còn phép thuật của dấu duyên thì chúng không thể tỏa sáng. Những phép thuật hợp nhất của chúng rồi sẽ tàn lụi và chết cái đùi. Những con ngựa kém cỏi tự cho là tài giỏi sẽ không bao giờ có thể ngăn nổi ta đâu. Bớt đi, chúng ta là một đội rồi. Tụi mình làm được không vậy? Giải cứu Equestria và cả vùng đất vẫy nữa. Thì đúng là không dễ dàng gì. Nhưng nếu như chúng ta hợp sức lại, chúng ta sẽ làm được hết. Có ai sẵn sàng hạ gục Opalin không?